Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với xe máy Thành Tâm. Hôm nay em sẽ báo giá tất cả các dòng Vespa đang có mặt hiện tại bên cửa hàng em ha. Hiện tại các dòng Vespa đang còn khá là nhiều ha. Đối với các con Vespa Justin Bieber này, bên em vẫn còn hai con ha. Thì hiện tại đang đậu bên cửa hàng 1 mọi người. Thì bên đây cửa hàng 3 có nhiều em sẽ báo giá cho mình ha. Thì bên em Vespa 3 bên em bán tầm giá khoảng 60 mấy cho đến 70 mấy triệu nha mọi người. Và có hỗ trợ trả góp cho mình ha. Rồi thì đầu tiên cạnh bên em đây thì có một con Vespa 2019. Con này là Vespa LED 2 tầng nha mọi người. Và mâm nó là mâm đen ha. Con này là màu áo của nó là màu xanh xi măng ha mọi người. Hiện tại là 2019, con này gốc phố luôn. Mọi người mua về thì đăng ký đóng thuế khoảng 500 mấy chục ngàn ha. Mà hiện tại đây chỉ bán có 71 triệu thôi nha mọi người. 71 triệu là mình chỉ cần giải trước cho em 11 triệu thôi. Đó. Rồi thêm một con Vespa màu trắng, đó cà vạt carbon ha mọi người. Mâm vẫn là mâm đen, LED là LED 2 tầng luôn. Con này hiện tại 2019 em đang bán chỉ có 72 triệu thôi ha. 72 triệu mọi người mua hỗ trợ giải góp thì giải trước cho em 12 triệu thôi nha. Rồi, một con Vespa vàng đen. Con Vespa vàng đen này cũng là LED 2 tầng luôn. Đó, con này hiện tại là 2020 nha mọi người. 2020 hiện tại con này chỉ có 70 triệu thôi. Mọi người mua hỗ trợ giải góp thì giải trước cho em 10 triệu thôi ha. Đây thì em còn một con Vespa 2017, mẫu đầu là LED mẫu đầu halogen nha mọi người. Nó đèn là đèn halogen ha. Này màu xanh Kawasaki nè. Rồi hiện tại con này là 2017 em đang bán chỉ có với giá là 61 triệu thôi. Mọi người mua hỗ trợ giải góp thì giải trước cho em 1 triệu ha. Đối với con Vespa này chỉ cần giải trước cho em 1 triệu thôi. Rồi, kế đây em có một con Vespa 2020 màu đỏ bóng ha mọi người. Đó, con này là LED 2 tầng ha, màu đỏ bóng, màu này chị em mình chạy vào buổi tối khá là đẹp luôn nha. Rồi hiện tại cái này em chỉ bán có 70 triệu thôi. Nó 70 triệu mọi người mua hỗ trợ giải góp thì giải trước 10 triệu thôi nha. Rồi. Đây là một con Vespa Twin Up Vespa Justin Bieber ha. Con này là bên em up gần giống rồi ha mọi người. Đó, mâm vẫn là mâm trắng nè, nắp nồi trắng nè. Nó dây yên trắng luôn, cản trắng ha. Nói chung bên em up là khá là giống với Vespa Justin Bieber luôn nha mọi người. Con này là 2019 gốc phố luôn ha. Mọi người mua về thì đăng ký đóng thuế biển mới chỉ cần khoảng 500 mấy chục ngàn thôi. Và hiện tại 2019 em đang bán chỉ với giá là 71 triệu thôi. Mọi người mua hỗ trợ chớp dần giá trước cho em 11 triệu thôi ha. Rồi cuối cùng bên em một có một con màu đỏ. Con này vẫn đỏ bóng ha. Đó, con này đỏ bóng thì con này đỏ sáng hơn nha mọi người. Con này ha, 2020 vẫn là gốc phố ha. Rồi con này là chỉ có LED 2 tầng. Đó, LED 2 tầng và chỉ có 70 triệu thôi. 70 triệu đối với con này mọi người mua hỗ trợ chơi góp. Con này 70 triệu 500 nha mọi người. 70 triệu 500. Nếu mọi người mua hỗ trợ chơi góp thì giải trước cho em 10 triệu 500 thôi là mình lên hồ sơ góp được rồi nha mọi người. Tất cả các dòng xe bên cửa hàng em, đối với các tất cả các dòng xe luôn. Bên em bao mình máy móc zin 100%, động cơ bảo hành sau mình là 6 tháng máy, 3 tháng bình ắc quy. Mọi người mua xe bên em đều có hỗ trợ chơi góp cho mình nha. Thôi thì mọi người quan tâm thêm các dòng xe nào hoặc là quan tâm các dòng Vespa đó cho em xin lại một comment hoặc là một liên hệ trực tiếp với số điện thoại em có để phần bên góc nha mọi người. Em cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Bye bye mọi người.